Trong tâm khảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác Bó là ngọn nguồn cách mạng. Bác Bó và hang Tốc Bó là di tích lịch sử cách mạng hàng đầu. Bác Bó không chỉ là của riêng Cao Bằng mà là của cả nước. Tại đây, trong những ngày sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ, trong hang núi ẩm ướt và lạnh lẽo này, Bác đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, làm cách mạng phải dĩ công vi thượng. Bác cũng vạch ra con đường của cách mạng Việt Nam là phải vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. Cũng từ đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn ghi lòng tạc dạ bài học đầu tiên mà Bác Hồ đã dạy là phải dĩ công vi thượng. Đại tướng lấy đó soi mình trong mọi hành xử vì các mối quan hệ chung riêng, đồng thời truyền thụ cho lớp lớp các thế hệ nối tiếp, cả con cháu trong gia đình và đội ngũ các tướng lĩnh kế nhiệm. Sinh thời, lần nào trở lại Cao Bằng, Đại tướng cũng lên thăm Bác Bó, lên hang Cốc Bó, lên lán Khuổi Nậm. Bác Bó là hình ảnh sâu đậm trong trái tim Đại tướng về những kỷ niệm với Bác Hồ, với nhân dân Bác Bó. Điều mà tôi nhớ nhất, nếu mà nói một điểm á, thì là cái điều này. Đến lúc bấy giờ là Bác, tôi ở với Bác ở hang Cốc Bó. Thì đêm là Bác cháu nằm ngủ ở trên một cái giường mà làm bằng cây gỗ, làm thành giường đó, đau lưng lắm. Thì lúc đó là đang còn trao đổi ý kiến về chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Thế đang nói chuyện thì Bác bảo Bác dừng lại. Thì Bác nói rằng, chú Văn à, làm cách mạng dĩ công vi thượng, nghĩa là việc nước việc dân trên hết, không có cá nhân. Đó là cái lời mà tôi nhớ nhất. Đó. Mà suốt đời tôi là, nghĩa là việc nước việc dân, chứ không có mang danh lợi. Mà tôi nghĩ là mỗi một người dân Việt Nam, mỗi một cán bộ, đặc biệt mỗi một đảng viên, thì bây giờ là học tập mà tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng mà chính là làm theo lời Bác, là phải dĩ công vi thượng. Cảnh vật trăng xưa, hạc vũ xuân này và những kỷ vật thiêng liêng gắn bó với Bác Hồ, với các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối tại khu di tích Bác Bó đã được tu sửa, tôn tạo và ngày càng phát huy giá trị. Nhưng có một câu chuyện mà ít người biết đến, đó là chuyện về nỗi niềm canh cánh trong lòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp những năm cuối đời. Đại tướng rất buồn, đã nhiều đêm mất ngủ khi biết hang Cốc Bó bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng từ năm 1979 mà vẫn chưa được tôn tạo. Từ trăn trở ấy, Đại tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng, cho những người lính công binh một nhiệm vụ đặc biệt. Đây cũng là một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh binh chủng công binh. Đó là vào một buổi sáng mùa hè năm 2004, khi đó ông bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, truyền chỉ thị của Đại tướng đề nghị binh chủng công binh nghiên cứu khắc phục di tích hang Cốc Bó bị sập và xuống cấp từ lâu. Lúc đó, dù chưa hiểu về giá trị lịch sử của hang Cốc Bó, nhưng cảm nhận được điều gì hệ trọng, Thiếu tướng Hoàng Kiền triệu tập ngay Bộ Tư lệnh binh chủng để họp bàn. Chỉ mấy ngày sau, đích thân ông chỉ huy tổ công tác lên đường tới Cao Bằng để khảo sát thực trạng hang Cốc Bó về báo cáo Đại tướng.